Cô lấy đèn cây và nhóm lửa hả? Chỗ này nó có cái ổ gà đó hả, cái gì đó thì rớt xuống ổ gà té, mà không phải là cái ổ gà mà tiếng tiên nhang đây là té té thôi, té bình thường thôi chứ. Nè, biết rồi, bây giờ không dám đi nữa. Không dám đi nữa. Thì đó là người ta nói là cúng xong là mình ăn với người mất lên cho người mất phù hộ cho mình và mạnh khỏe, là người ta cúng xong ta dọn ra tăng luôn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hiện tại Bùi Hồ đang có mặt tại Nghĩa Trang Triều Châu, một trong những cái nghĩa trang lớn nhất của người Hoa. Và hôm nay là những ngày đầu tháng 3 âm lịch, là một trong những ngày Tết Thanh Minh. Thì đối với người Việt của mình á, thì đến những ngày Tết Thanh Minh thì có cái phong tục gọi là bốc mộ hoặc là cải táng lại cái ngôi mộ. Nhưng đối với người Hoa, tục của người Hoa thì những ngày Tết Thanh Minh này coi như là những ngày Tết của những người âm. Và những người con cháu họ có nhiệm vụ là sẽ đi đến đây, sẽ trồng bông hoa, cúng vái hoặc là kể cả những cái giấy vàng như thế này. Người Hoa quan niệm rằng là khi chết thì phải mồ yên, mã đẹp và đặc biệt là xanh cỏ như thế này. Nên cô bác quý chị có thể để ý thấy là trong cái khuôn viên mộ như thế này đó, thì các ngôi mộ đều xanh cỏ hết à. Và để các ngôi mộ này đều xanh cỏ và tươm tất như thế này á, thì họ phải mướn một người gọi là người quản mộ. Cái người quản mộ đó họ có nhiệm vụ là chăm sóc những cái ngôi mộ cho luôn cỏ và hoa tươi tốt như thế này. Ước chừng thì mỗi giá tiền mỗi một ngôi mộ như thế này á là 1 triệu đến 2 triệu đồng cho cái công việc mà quản mộ chăm sóc hoa cỏ như thế này. Nghĩa trang này có một cái địa thế vị trí rất là đẹp. Phía sau lưng đó chính là cái núi Châu Thớ là điểm tựa, và phía trước mặt là sông Đồng Nai. Quan điểm của người Hoa là về phong thủy họ rất là tin tưởng, và khi mà những người mất họ sẽ được chôn vĩnh cửu ở đây và không cải táng. Và chúng ta thấy đây nè, những ngôi mộ, thậm chí có những các ngôi mộ ở các phần bia như thế này thì là mộ, phần mộ của ông và bà. Chẳng hạn như đây là cái phần bia mộ như thế này, phần mộ ông và bà sẽ nằm ở trên cái khuôn viên như thế này luôn. Và cái hình thù của ngôi mộ thì đối với ở người Việt của mình đó, thì đa số là các ngôi mộ chôn theo cái núm mộ là hình chữ nhật và được dọn dẹp rất là sạch và cái bóng loáng luôn à. Nhưng mà đối với người Hoa thì các ngôi mộ thì ngôi mộ nào mà cỏ lên càng xanh và hoa càng nhiều thì họ tin rằng cái ngôi mộ đó sẽ cho con cháu làm ăn tốt. Và đối với việc người Hoa, việc mà đụng chạm vào những cái ngôi mộ đó thì họ sẽ tin rằng là những người mất thì họ cần sự an nghỉ. Và nếu như đụng chạm vào ngôi mộ hoặc là đụng đến cái phần mộ này đó thì con cháu sẽ là làm ăn không bao giờ khấm khá. Nên họ coi như là những cái phần mộ này nằm ở đây một cách vĩnh cửu luôn à. Và chúng ta hôm nay thì là những ngày Tết Thanh Minh như thế này, thì cô bác quý anh chị có thể thấy đây là những cái phần hoa nè. Vào những ngày Thanh Minh như thế này á thì họ sẽ lên đây sẽ chăm sóc lại những cái phần hoa cũng như là phần cỏ như thế này cho ngôi mộ xanh cỏ như thế này. Ước chừng thì một cái ngôi mộ như thế này thì có giá từ hàng trăm triệu đồng đó cô bác quý anh chị. Và thậm chí ở nơi đây họ sẽ trồng luôn những cái cây hoa như cây hoa này nè, rất là đẹp luôn ha. Hoặc là những cái cây hoa sứ bên kia. Họ sẽ đến đây vào ngày này, họ sẽ đến đây họ sẽ cúng, thậm chí là có cả heo quay hoặc là những cái mâm cơm hoặc là những cái bánh theo phong tục của người Hoa đó. Cô bác quý anh chị thấy nè, họ cúng rất là nhiều và những cái nấm hương làm sao mà cho cái ngôi mộ mà càng nhiều cỏ và nhiều hoa, thì họ tin rằng là những người ông bà, những người mất ở dưới này sẽ độ cho họ con cháu làm ăn khấm khá. Khác với người Việt của mình đó thì sau khi chôn thì chôn cất những người mất vài năm thì sẽ cải táng đem về và quy tập ông bà cùng vô chung một chỗ. Nhưng mà đối với người Hoa khi đã nằm xuống thì sẽ nơi đó sẽ là vĩnh hằng. Và người Hoa có một cái quan điểm đó là khi mất thì cái thế phải tựa vào núi, và cái phía trước mặt đó là một cái phần nấm mộ
theo hình tròn như thế này là có phần cả ông và bà sẽ nằm an nghỉ ở trên này luôn. Đây là một trong những cái bia mộ của ông với bà nè. Hàng năm thì họ đến đây họ cứ nếu như mà ngôi mộ nào ít cỏ thì họ cứ đắp cái ngôi mộ càng cao càng tốt à. Và xa xa kia thì cô bác quý anh chị thấy có thể là rất là nhiều cái hàng cây. Nếu như mà mình nhìn theo từ cái độ từ trên cao mình nhìn xuống á, mình tưởng như đây là một cái khu rừng chứ không, và dắp vô đó là những cái ngọn đồi chứ không phải là tưởng là một cái khu mộ. Về thế với hàng ngàn ngôi mộ ở đây nha cô bác quý anh chị. Và cái khuôn viên này gọi là nghĩa trang Triều Châu là dành cho người Hoa đó. Và để hiểu thêm về điều đó thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để nghe một anh quản trang hay là người chăm sóc những cái phần mộ cỏ như thế này chia sẻ câu chuyện về ngày thanh minh của người Hoa cũng như là những cái phong tục tập quán của người Hoa. Này. Đối với người Việt của mình á, thì khi mất á, thì chôn thì cái nấm mộ sẽ được lót gạch, có những người giàu thì lót gạch men rất là sạch đẹp, rất là sang trọng, nhưng mà đối với người Hoa họ sẽ đắp những cái nấm mộ bằng đất như thế này. Đây. Và ngoài trước này thì đa số thì họ làm theo một cái cấu trúc á, theo một cái hình khuyết vô, và ở trong này là có một cái tấm bia. Và những cái ngôi mộ như thế này là đều có những người quản mộ và gia đình họ thuê theo hợp đồng miệng để mà chăm sóc những cái phần mộ như thế này. Còn như đây là cái phần mộ của này thì chắc không có người nào chưa chăm sóc. Cô bác quý anh chị thấy không, mặc dù phần ở đằng sau đó cỏ nó mọc rất là tùm, nhưng mà các phần cỏ nó rất là bằng phẳng. Và phần trước này đó, cái chỗ cái phần bia mộ á, thì nơi chỗ cúng kiến thì rất là sạch đó. Cô bác anh chị thấy nè đó. Gần Tết á là hắn nắng á, mình phải chăm sóc tí cho đến tới mùa thanh minh á, là người ta lên ta cúng qua mùa thanh minh xong mình cắt dọn lại là lúc đó bông nó mắc, bông nó chết. Phía trước mọi người đây là anh Dũng, người đã có 20 năm rồi làm nghề được gọi là chăm sóc cho những người chết. Hàng năm thì vào ngày Tết Thanh Minh thì thân nhân họ mới đến phần mộ này để họ thắp hương và cúng kiến nhiều. Còn quanh năm suốt tháng thì khi mà đến nghĩa trang này thì gần như là ai cũng thấy là cỏ cũng được xanh mướt như sân banh như thế này. Đúng rồi, mình chăm sóc thường xuyên cho người ta. Dạ. Nhân tiện này thì có lẽ là anh Dũng có thể vừa đi anh em mình trò chuyện và giới thiệu những cái phần mộ ở đây, cái phong tục của người Hoa như thế nào anh Dũng? Tại sao họ lại phải thích là để xanh cỏ và phủ những cái giấy màu lên trên phần mộ vậy? Cũng như là cái ngôi mộ này là người ta không có xây lại, người ta để trống vậy nè, là con cháu người ta làm ăn cho được, làm ăn tốt là lúc nào là cái đầu ở sao phải cao hơn. Ở ngoài đây là cái đầu. À, cái đầu người ta cũng như cúng anh trước á, là người ta ngồi vậy người ta ăn, ta bật vậy anh. Người ta ngồi vậy người ta ăn chứ người ta không có xây dòng như người Việt mình. Điều mà em thấy là hình như là có những cái phần mộ nó cao hơn so với bình thường, như cái phần mộ này cao hơn những phần mộ khác nè. Đúng rồi, cái này là người ta cũng như với người ta quan niệm là bây giờ đắp cao như vậy là con cháu làm ăn mới được, chứ mà cái mộ mà nó cái đầu mà chặt lát xuống vậy á, là cũng như không có cái gối nằm á, là con cháu người ta làm ăn không được, người ta muốn là đắp cho cái đầu ở sau cho cao lên. Rồi những cái hàng bông sứ này thì như thế nào ạ? Thì cái này người ta đặt cho mình trồng cái dàn bông sứ này là xong rồi mình giữ cho người ta luôn, cũng như có mất là mình phải đền lại cái khác cho người ta. Đền lại. Điều mà em thấy nữa anh Dũng là trên những cái phần mộ này nè, mọi người hay để những cái những cái tờ giấy này được ý nghĩa gì? Ý là cái phong tục là Tết Thanh Minh á, là người ta phải lên ta gãi cái giấy này lên mộ,
rồi xong người ta dằn lại một mớ ở trước mộ, là cái phong tục của người ta. Và những cái hoa này lúc nào cũng phải xanh xanh hết? Không, cái này là chỉ là khanh minh thôi, chứ ngày thường là nó đã chết rồi thì chỉ ngày thường là cỏ nó mọc lại rồi mình đắp cái lỗ này lại, rồi cái hoa cái rằng tới mà vô mùa khanh minh đó là mình làm lỗ lại rồi mình mới trồng bông lại. Em nãy em có lý giải như thế này nè, như cái phần đây là một cái phần mộ đôi, với người mất thì sẽ được sơn màu gì? Thì người mất là màu xanh. Màu xanh. Xanh xanh là tử. Đỏ là còn sống. Còn sống. Vậy là phần mộ này là người này đã mất rồi. Người này mất, người này còn sống mà sao? Cái này là nhờ cái người đó người ta sơn khác á, ta sơn tưởng lẽ đúng là cái này phải chữ xanh luôn. Chưa mất mà lại để cái dạng không này. Có ý là cái này mất rồi mà người ta quên sơn hai chữ xanh. Quên sơn chứ không phải là ở bên kia kìa, bên đó là ông mất rồi đó. Ba còn sống Cái ý chữ là xanh đúng không? Chữ xanh. Ý là cái này đó hai người mất hết rồi mà người ta quên sơn cái chữ xanh vô. Mình không biết được. Như tụi em là một trong những cái người Việt mà lần đầu tiên tới cái nghĩa trang người Hoa vào ngày này á, thì cảm giác cái nhìn cái khung cảnh này nó lạ lắm. Có nghĩa là nó không có cái cảnh hoang lạnh như những cái nghĩa trang khác, mà ở đây nó giống một cái sân banh vậy á, rồi trang hoàng hoa, trang hoàng giấy, thậm chí là sôi động luôn. Có cái mộ này nè, cái bà kia đó là bà chỉ chạy đi ngang đường này nè. Bà nói là bà chạy đi ngang đây là bà té. Bà chạy đi ngang đây mà cái đường đâu có dằn đâu có gì đâu. Bà nói chạy đi ngang đây là bà té mà không biết lý do gì. Không biết lý do gì mà bà chỉ nói là chạy ngang chỗ này là bà té. Vậy là người đó là người chăm sóc mộ ở đây luôn. Thì cũng chăm sóc bên kia mà ý là cái bà ở đây có đường chạy xuống nè. Bà nói là trời ơi, xong mà tới cái mộ này là nhớ là tới cái mộ này mà mình đâu có làm gì đâu mà tự nhiên tới cái mộ này té. Ý là đường không có dằn, không có gì á, mà chạy hết đường sao không có chỗ nào té mà sao lại tới chỗ này, chắc người ta giỡn. Rồi bà tới bà cúng kiến hay bà? Bà ý là bà không có cúng mà bà không có đi đường này nữa. Bà sợ tôi đó. Bà không có đi đường này nữa. Ý là mình không biết là lý do gì. Chắc mình nghĩ là cái người ta phức ở đây á, người ta đùa giỡn. Người ta giỡn bà thôi chứ không phải là người ta hại gì. Cái dạng như đi ngang rồi giỡn đồ chơi vậy đó. Tại vì mấy cái người mắt người ta linh lắm. Mình nói gì nói chứ mình không có mà nói bậy với mấy người mắt được. Giờ cũng như mình nói dốc nói láo gì không cần thiết. Mà cái mấy người mắt ở đây là người ta ở đây cái dòng linh của người ta cũng như ở đây mà nếu mà em mà làm gì mà em giấy cho người ta ủng hộ em là có đó chứ không phải không có đâu. Người Hoa cái linh hồn của họ cực kỳ linh. Khi mà người Hoa mất đi, ông bà mất đi thì phù hộ lại con cháu dữ dàng lắm. Đúng rồi, thì đó cái mà người ta không có xây ở sao là cái đó đó. Ý là nó để vậy nó khốn vậy con cháu làm ăn được. Chứ là người ta không có xây bằng đá hay gì. Nhưng ở đây nó có một cái quy luật là nó xây đúng theo một chiều. Đúng rồi, theo một chiều mà không phải. Là có nghĩa là chân thì sai về cái hướng này. Đúng rồi, về núi. Chân thì đạp về núi, còn nào thì sai. Có một cái thông tin như thế này anh Dũng. Em nghe mọi người nói rằng là cái nghĩa trang này là được xác định là một trong những cái long mạch lớn ở Việt đúng, Nam. Đúng, chính xác. Vì con cái đầu rồng thì nằm ở núi Châu Thới. Thì đây là đầu rồng ở đây. Hồi đó có nguyên một cái mạch ở đây luôn. Cái mạch mà nước á, tự phun lên luôn á. Rồi bây giờ á, làm hầm đá bên kia là cái mạch nó bớt lại đi rồi. Chứ lúc mà đào cái giếng á, là không có đào. Chứ đây là tự nước phun lên vậy. Và vì vậy cho nên là người Hoa họ tìm mọi cách để họ mua sẵn đúng rồi, mắt, dẫn mắt mà người ta cũng dẫn mua. Như với những cái phần mộ này thì giá bao nhiêu ạ? Thì cái phần mộ này giá cỡ 200 mấy chục triệu á. Mà đây là loại mấy đây anh ha? Cái loại 3. Này là nằm ở phần sâu nha, hẻo hút á nha. Là 200 mấy chục triệu là tương đương với khoảng 4 công đất ở miền Tây á. Đúng rồi. Đúng rồi. Còn cái loại 1 là bây giờ là loại 1 là cái mộ dầu gió Trường Sơn mà loại bự á là loại 1 á. Loại bộ loại bự nhất á. Thì khoảng nhiêu anh? Cái đó thì cỡ gần cả tỷ á mà không có nữa. Không. Nhưng mà mua với một cái phần mộ với giá tiền vài trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng thì người ta có được cấp giấy tờ gì không? Có mình người ta có làm như cuốn sổ đỏ vậy đó. Lần đầu tiên mới biết được là
mộ dành cho người chết mà cấp được cấp sổ đỏ luôn á. Đúng rồi. Thì nếu mà cái ngôi mộ á mà mình lúc mà mình chôn về mình muốn cái mốc đi vào chỗ khác á là mình phải đóng tiền 20 mấy triệu rồi mình phải trả đất lại cho nhà nước. Chứ là mình nhà nước không có tính tiền cái phần đó nữa. Ý là bây giờ mình mua cái mộ này 200 mấy chục triệu đi, rồi lúc mà mình lấy cốt mình về đi chỗ khác là phải phần mộ này phải trả tiền cho anh ta, mà mình phải tốn chi phí là 20 mấy triệu. Anh bây giờ đi chi phí ra để giờ đi đó. Người Hoa thì họ có cái tục là cải táng mộ không không anh? Không, người qua thì cũng như trường hợp là cũng như người ta bên nước ngoài rồi người ta về không được rồi, cái là người ta lên người ta móc, rồi một là người ta bỏ vô chùa, hai là người ta đi giải tán luôn. Lúc nãy anh chia sẻ là cái phần đầu á nó phải cao hơn cái phần chân. Đúng rồi. Để khi mà cúng sẽ là ông bà bậc gì anh? Vậy thì khi mà mình hạ nguyệt cái ngôi mộ là bằng phẳng hay là có ở cái phần đầu nó sẽ cao hơn luôn? Không không, nó chỉ bằng phẳng vậy đó. Rồi xong rồi lúc mà bỏ người mất xuống á, rồi xong rồi mới lắp lại bình thường, xong rồi mới đắp cao lên cái đầu lên. Đắp cao chỉ là cái ở phía trên thôi, ở phía trên cái gò bộ thôi. Còn cái cỏ này thì mình lại là người nhà trồng hay là mình chăm sóc mình trồng anh? Ý là mình trồng, mình cắt cỏ thường xuyên cho người mất ở đây, là rồi xong rồi tới mùa Thanh Minh là cái người nhà của người này á là lên gửi tiền cho mình. Vậy có nghĩa là cái công việc của anh là ngoài trông coi rồi không cho gia súc vô phá thì còn để chăm sóc cỏ cây ở đây nữa. Đúng rồi, chính xác. Như vậy là người ta nói cái nghề của anh á một cách, em đem nói một cách dễ hiểu hơn nha, gọi là nghề ô sin dành cho người mất. Đúng thì đây là một, thiệt ra thì đây đối với rất là nhiều người đó không phải là một cái nghề, nhưng mà vì sao anh lựa chọn công việc này và nó có ảnh hưởng gì tới cuộc sống gia đình anh không? Thì nói chung ra hồi đầu á là mình không có mà muốn làm mấy cái ngôi mộ này đâu, cũng như là cái duyên số với là cái làm như là phần số mà cái vong linh người ta muốn mình làm cho đẹp cho họ rồi mình ta thiến cho mình làm thôi, chứ hồi đó là mình không có muốn làm cái nghề này đâu, cũng như làm cái nghề này phải dân nắng dân mưa đồ cực khổ lắm. Rồi có nhiều người ta thương á, thì người ta còn cho thêm. Có nhiều người ta lên người ta xài xể, người ta nói nặng nó nhẹ, người ta nói là sao trồng bông xấu đồ này kia đồ lắm, chứ đâu phải là ai cũng như ai đâu. Có nhiều người á, người ta nói rồi lên rồi bây giờ người ta mình nói 1.5 triệu đi thì người ta sẽ móc ra vài trăm để người ta bồi dưỡng cho mình. Đó là cái người ta biết chuyện. Có nhiều người ta lên người ta chơi đồ này kia rồi người ta cũng trả bằng giá hoặc người ta bớt thôi, chứ người ta không có, không phải như ai như ai. Để được cái luống cỏ lúc nào cũng xanh như thế này là phải tỉa này. Đúng rồi, tỉa suốt luôn, cũng như là tháng mưa là phải tỉa, tháng nắng là mình phải tưới hàng ngày luôn là mới được thanh minh, mới bông cỏ rồi nó mới xanh được dày, chứ đâu phải là tự nhiên mà nó được. Bởi vì đây là Tết Thanh Minh, đây là cỏ xanh rất cũng như nếu mà trường hợp á bò nó đạp sạt xuống là mình phải đắp lên cho người ta, rồi nếu mà mưa sạt xuống là mình phải đắp cho người nhà nữa. Trăm một cái mộ vậy là cực lắm, chứ không phải mà chuyện đơn giản mà được đâu. Cái cũng như mình, cái người vong linh á, người ta cũng như khiến cho mình để cho mình làm mộ cho người ta thôi, chứ ở đây là cũng ít có ai mà làm từng ngày hai ngày là người ta không làm nữa. Tại vì cơ bản là cái thu nhập cái công việc này á nó đem lại nó không có nhiều. Bấp bênh lắm, nó cái dạng như ngày thường mình còn phải nếu mà qua Thanh Minh rồi á mình còn phải đi làm hồ, đi làm này kia tùm lum hết. Chứ đâu phải là làm cái nghề này không đâu. Vậy là một năm anh chỉ có được 1.5 triệu thôi. Một năm là cái mộ là có được 1.5 triệu thôi, mà tùy theo mộ, có mộ người ta trả có 1.3 triệu, 1.2 triệu mà mình phải chăm sóc cho người ta nguyên năm. Ở đây thì anh chăm sóc bao nhiêu phần mộ của ông? Thì cỡ 100 mấy chục cái đó, mà cái dạng như nó tiền bạc đồ nó bấp bênh lắm, đâu phải là như cái nào cũng như cái đó đâu, cũng như mình làm đẹp đồ này kia người ta lên ta bồi dưỡng đồ cho mình. Mọi người thấy không, một cái luống cỏ như thế này nè phải cắt tỉa và thậm chí là phải hoa này phải canh đúng ngày luôn, đúng cho rồi. Nên nở đúng cái ngày Tết Thanh Minh. Và đối với người Hoa thì quan niệm là mộ mà càng cao, hàng năm càng cao thì lại người ta lại càng thích, cho nên là những người chăm sóc mộ ở đây cũng phải rất là cực.
Và có một điều nữa em thắc mắc á, đó là khi mà anh làm nghề này á, thì bà con dòng họ, thậm chí là phía lúc mà anh trùng bị cưới vợ rồi á, phía bên nhà vợ có nói gì không? Tại sao lại đi làm cái nghề mà nó kỳ cục vậy? Thì nói chung ra là lúc mình vô mình làm á, mình thấy cũng nó ngại lắm. Rồi sau này á, làm biết rồi càng ngày nó càng quen. Quen rồi cái mình cứ vậy mình làm hoài luôn. Chứ hồi đầu tiên là mình không có muốn làm cho người bắt đâu. Rồi cái người ta cũng khiến cho mình á, mình làm từ biết rồi cái nó quen cái công việc. Hai thập kỷ qua anh làm với cái nghề này thì chắc có lẽ cái phần âm họ sẽ thường thường độ trì cho anh. Đúng rồi. Và có những điều gì phần âm họ hiện về họ nhắc nhở anh không? Thì cái đó thì mình không thấy, mà có cái là nhiều cái ngôi mộ á, là cái người ta phá đó, người ta đang cũng như người nhà người ta đang ở đây nè, cái là phá cái nó khiến cho cái người đó đập đầu vô ngụ bia. Tại vì cái mình ở đây á, mình không thấy thiệt, mà có cái là cái vong linh của người ta cũng vòng vòng đây chứ người ta ở đâu. Ví dụ như người đó sẽ thấy xung quanh này có rất nhiều gặp hiện tượng là tiếp những cái phần sóng âm, chẳng hạn như cô này thì cứ đi ngang qua rồi ta bị té mà tới ngay cái mộ này mới ghê chứ, mà nếu mà trái chỗ khác thì mình không nói. Nếu mà ngay chỗ này nó có cái ổ gà đó hả, cái gì đó thì rớt xuống ổ gà té, mà không phải là cái ổ gà mà tiếp đi ngang đây là té té thôi, té bình thường thôi chứ té riết rồi bây giờ không dám đi nữa, không dám đi nữa. Điều mà em thấy là ở nghĩa trang Từ Châu á, là người ta họ trồng cây khá là nhiều, nó mát mẻ hơn so với những nghĩa trang bình thường. Và ở trong này thì gần như là mỗi khu đều có một người quản trang như anh Dũng như thế này. Hàng năm như vậy thì anh chỉ được một ngày duy nhất, đó là ngày Tết Thanh Minh thôi, là được thân nhận đến hỗ trợ thôi. Không, cái này cũng như đó là Thanh Minh, vô cái tháng Thanh Minh là có người đi trước, có người đi sau. Mà thứ bảy Chủ Nhật á, là người ta đi rất là đông. Là mấy cái ngày đó người ta đi rất là đông. Thứ bảy giờ là thứ bảy chứ Chủ Nhật nghe từ rồi á. Như tuần này có không anh? Chắc cũng kéo lại tuần này luôn á. Tại vì mấy mộ mà còn sót lại người ta đi chưa hết á. Dạ. Cũng như người nhà người ta bằng nhưng công. Nhưng mà cao điểm nhất là tuần vừa rồi ha. Rồi, tuần vừa rồi là người ta đi nhiều nhất. Vậy thì cái người Việt của mình nó gần Tết á, người ta có cái tục gọi là tảo mộ. Thì đối với người Hoa gần Tết có tục đó không ạ? Cái người Hoa đó chừng nào mà mấy người nào mà lai lai Việt á, người ta mới lên người ta thăm mộ thôi. Dạ. Chứ mấy người bên nước ngoài về ấy, là người ta mới lên thăm thôi, chứ mà thường thường là người ta tới Thanh Minh người ta mới lên. Hôm nay thì trong cái ngày đó thì thường người ta ngoài cái rải cái thì người ta còn làm những cái hoạt động gì nữa không? Thì bây giờ đó là người ta lên đây cúng hai phần, một phần ở đây là ông thổ địa thổ thần là cái phần này, ông thổ thần đó, cái phần này là ở trong nhà của mình. Đó là người ta cúng hai phần vậy đó. Thì xong rồi người ta mới có mộ thì người ta rải giấy màu lên. Có mộ thì người ta không có rải. Là quan trọng là giấy tiền nhận bạc. Thường cái đồ đem cúng là những cái đồ gì như thế nào thôi? Thì cũng như người quản á, thì lúc nào người ta cũng cúng một cúng cái gì cúng cũng phải có một nải chuối. Nải chuối là người quản. Bởi vậy em đây em biết là người nào người qua, người nào người quản. Đó, người quản thì người ta cúng là lúc nào cũng có nải chuối, cúng cái gì không cần biết, cũng như thịt thà, bánh bao đồ này kia là phải có một nải chuối. Là như xanh nải chín anh? Thì có người nải chuối chín, có người nải chuối xanh, tùy theo người. Lúc nãy tụi em có thấy được rằng là một cái gia đình khi cúng thậm chí là họ ngồi ở đây ăn ở đây cùng với đúng, người mất luôn. Tại vì là người ta nói là cúng xong là mình ăn với người mất, là cho người mất phù hộ cho mình là mạnh khỏe, là người ta cúng xong ta dọn ra ta ăn luôn. Ăn tại chỗ luôn? Đúng rồi, có người ăn tại chỗ, có người về. Rồi xong rồi cũng như người ta cúng cái gì, có người thì người ta bỏ người ta lại, người ta cho mình hết. Có người là người ta cũng đem về cái lọc, ta đem về người ta dùng. Vậy thì đối với cái phần mộ người Hoa, họ kỹ nhất là cái gì ạ? Người ta kỹ nhất là cái mặt bia này. Là cái này là nếu mà mình có đụng vô á là mình phải coi ngày coi giờ kỹ càng lắm người ta mới dám đụng vô. Đó là cái này, phần này có nghĩa là khi di dời hoặc là trùng tu hoặc là sơn. Đúng rồi, đúng rồi. Sơn lại là phải lựa ngày kỹ lắm không? Sơn lại thì chỉ vô ngày tháng Thanh Minh là người ta kêu mình sơn thôi.
mà cũng như đục đẽo hay là cái gì đó là phải coi coi ngày coi giờ kỹ lắm. Có nghĩa là tác động vô cái pin mình á là phải coi đúng ngày rồi, rất coi là ngày kỹ. Rất là kỹ. Yeah. Vừa qua anh ta kỹ lắm, mà chứ cũng như đắp mộ đồ này kia đó, thì với đắp thoải mái. Yeah. Chứ mà đụng vô cái đống này là quan trọng nhất của người qua. Nhưng mà em thấy là ở người Việt của mình á là họ hạn chế trồng những cái cây thân gỗ để cái phần rễ nó cắm xuống cái phần mộ. Người ta rất là ngại chuyện đó, và thậm chí là người ta chôn cái phần mộ là ta lựa những cái nơi đất trống. Thì em thấy ở đây là phần mộ của người Hoa là thậm chí là trồng những cái cây sứ mà gốc to như thế này nè. Thì anh biết, sao anh biết sao không? Cái cây sứ này người ta trồng là để cho có bóng mát. Rồi đó, xong rồi á là cái rễ này nó cũng cái rễ mềm. Nó không có tác động vô cái mộ. Là người ta hết trồng là vậy. Chứ cái cây mà cây cổ thụ khác thì người ta không có trồng. Ta chỉ trồng cái sứ này, cái rễ nó mềm. Nó mềm là nó không có ăn vô cái mộ mình được. Chỉ trồng cây sứ rồi. Không trồng cây khác được. Trồng cây mà cái dạng như cây lâu năm á là người ta không có trồng. Chỉ là người ta trồng cây sứ thôi. Với có mấy mộ mà người ta làm cái dạng bông giấy ở trên á, nó là người ta để cho mát cái ngôi mộ. Em thấy là các phần mộ ở đây đó, thì cái phần ngoài sau thì cỏ thì cứ mọc tùm, nhưng mà cái phần ở ngoài trước bia là phải luôn sạch. Đúng, sạch sẽ. Người ta cũng như người ta không có cho ở trước nhà mình nó dơ. Rồi, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Thật sự em bữa nay mới tái mà bây giờ mới hiểu được, anh chia sẻ cũng hiểu được chút cái gì. Cái này là mới sơn này hả? Mới sơn là. Ngày hôm nay thì có dịp đến với nghĩa trang Tiều Trâu vào đúng cái ngày Tết Thanh Minh. Cũng cảm ơn anh Dũng rất nhiều đã chia sẻ cho mấy anh em cũng như mọi người hiểu rõ hơn về công việc của anh, cái công việc mà dành cho chăm sóc cho người mất, và cũng như phong tục và cũng như là cái nét độc đáo của nghĩa trang này. Cái nghề này thì không phải là ai cũng có thể làm được và gần như là ít người lựa chọn lắm. Nhưng mà nhờ có anh Dũng, những cái phần mộ này được đẹp đẽ và những cái người còn sống họ cảm giác thấy yên lòng hơn. Sau khi nghe anh Dũng chia sẻ về cái câu chuyện mà quản mộ hoặc hay mình gọi là người chăm sóc cho những cái phần âm á, thì mình hiểu thêm về một trong những cái phong tục tập quán rất là hay và lâu đời của người Hoa, hay nói chính xác là nghĩa trang Tiều Trâu tại tỉnh Bình Dương như thế này. Thứ nhất là họ rất là trọng về cái phong thủy, về những cái nơi mà an nghỉ phải chọn những cái vùng đất long mạch để cho con cháu sau này làm ăn thịnh vượng. Và họ mặc dù là cái đất nó có mắc như thế nào á, nhưng mà muốn ông bà mình ở đây an nghỉ thoải mái. Và mình vô đây mình có một cái cảm nhận là cái người mất ở đây á, họ cảm thấy rất là thoải mái này, nhẹ nhàng. Và đặc biệt là điều rất là hay về những cái phong tục của người Hoa. Thì hôm nay chia sẻ cái câu chuyện này với cô bác của anh chị, một trong những cái câu chuyện mà cũng khá là tâm linh và một cái nét văn hóa rất độc đáo của người Hoa tại Việt Nam, cũng như là nói riêng và cũng như là một trong những cái nghĩa địa Tiều Trâu, một trong những nghĩa địa của người Hoa lớn nhất tại Việt Nam như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị. Rất mong video clip này sẽ mang đến cho cô bác quý anh chị một điều gì đó thú, một điều gì đó về một cái nét văn hóa của người Hoa. Xin chào và hẹn gặp lại ở clip sau ạ.